con có thể ra ngoài được rồi. Cho ba. Con dễ lấy xin này. Ừ, được ba. Thế nhưng mà kia thì con. À, đứng này. Nó không dám xuống đâu. Để nó cô đi ra. Đồ cao à, nó sợ đồ cao. Con đi ra, con ngồi đâu cũng được. Nó ăn giấy luôn. Nó con ngồi đâu, con dưỡng dưỡng nó không được. Nó ăn giấy luôn rồi. Nó cắn, nó xé chơi thôi, ăn gì đâu. Con nói chuyện gì đi. Nói chuyện gì bác sĩ. Hỏi bác sĩ ăn ngon không? Ăn giấy, chơi giấy vui không? Con đứng ở ngoài đây, con giữ bụng cầm thì xong quăng vô cái bàn ngay trên mặt Lucy cho chụp. Lucy. Quăng tới đâu, bo bo lại.